Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng đã quay lại với kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Đông Hòa thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng hai căn nhà có diện tích là chiều ngang hơn 10m và chiều dài 20m. Đây là hai căn nhà em giới thiệu cho khách hàng nhé. Nhà thuộc mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán. Nhà này cách siêu thị Bixi chỉ khoảng 500m thôi nhé. Ngay đường Trần Hưng Đạo, gần đường Võ Thị Sáu. Nhà này cách Linh Xuân, Thủ Đức chỉ khoảng hơn 1 cây số thôi. Nhà đang kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Đây ngay ngã ba mặt tiền đường thông kinh doanh buôn bán này. Ở đây có rất nhiều quán xá ở đây buôn bán nhé. Đây. Căn này có diện tích là ngang 5m2, chiều dài gần 20m, tổng là 100m2. Ở đây thổ cư gần hết nhé. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 5 tỷ thôi. Còn căn kế bên là 1 trệt 2 lầu, cũng số riêng bên nhà mình luôn. Thì căn nhà này có diện tích là ngang 5m2, chiều dài gần 20m và được chủ nhà đúc 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm trên cùng chủ nhà đúc và lợp ngói Thái nhé. Nhà đang kinh doanh buôn bán rất là tốt. Đường thông này, ở đây có rất nhiều quán nhé. Bên đây có quán cà phê này, phía bên là một quán nhậu nhé. Ở đây có hai quán ăn. Đường thông buôn bán rất là sung. Hiện tại bây giờ là tầm khoảng 4 giờ chiều. Nếu tầm khoảng 5 đến 6 giờ thì ở đây rất là đông nhé. Con đường phía trước này. Nhà này cũng hướng Tây Nam. Để bây giờ em vào nhà review kỹ này. Di chuyển vào đây mình có vỉa hè ở đây khoảng 3m. Cửa chính trong đây được chủ nhà làm 2 lớp này. Ở ngoài mình có một lớp cửa sắt 4 cánh. Ở đây mình có view kinh doanh buôn bán nhé. Chủ nhà buôn bán ở bên thì bên đây làm ở thôi. Chỗ này thì mình có thể làm gara đậu xe hơi. Ở đây đã được chủ nhà lợp tôn đầy đủ lên hết rồi. Ở bên đây có cửa mở sang quán bên nha. Ngang hơn 10, chiều dài 20. Ở bên đang kinh doanh buôn bán. Đây thì ở. Em sẽ quay căn nhà đang ở cho quý vị mình cùng xem. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm thêm một lớp cửa thứ hai là cửa sắt 4 cánh được chủ nhà sơn giả gỗ nhé. Di chuyển vào trong đây mình có phòng khách này. Ở đây có phòng khách rộng rãi nhé. Ngang hơn 5m và chiều dài gần 20m, tổng là 100m2. Đúc 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm trên cùng chủ nhà lợp ngói Thái. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong để tham quan khu bếp. Nhà do chính chủ xây ở nhé, rất là chắc chắn. Ở đây mình có không gian của phòng bếp rất là rộng này. Mình có thể kê bộ bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế thoải mái nhé. Phía trên đây là hệ thống đèn chiếu sáng. Nhà này dùng trần tô luôn, không dùng thạch cao nhé. Ở đây mình có tủ để bát chén, cũng như là hệ thống tủ bếp rất là rộng khu này. Tủ lạnh 2 cánh thoải mái này. Phía cuối mình có phòng vệ sinh ở cuối nhé. Ở trên đây có giếng trời này. Nhà có giếng trời thoáng mát. Bây giờ mình nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa nhé. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là chiều ngang 5m2, chiều dài gần 20m, tổng là 100m2, được chủ nhà đúc 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm. Nhà này thuộc đường mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán. Hiện tại nhà đang kinh doanh buôn bán nhé.
Nhà có hai căn nhà, ngang 10, chiều dài 20. Bây giờ mình di chuyển lên trên này. Cầu thang được chủ nhà làm đá hoa cương và tay vịn gỗ căm xe rất là đẹp nha. Căn nhà này thì đang được chủ nhà kêu với mức giá là 5 tỷ 900 triệu đồng. Ở căn nhà bên thì đang được chủ nhà kêu với mức giá 5 tỷ. Nhà thuộc mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán. Đây mình có phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ rộng rãi nhé. Phòng rất là rộng. Kê giường ngủ rộng để tủ quần áo. Rộng thoải mái nhé. Nhà này có 5 phòng vệ sinh luôn. Nhà này tất cả đều phòng vệ sinh riêng nhé. Đây chỗ kê máy giặt phơi đồ đây nhé. Ngay không gian này. Đây có bàn học. Đây là phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ rộng rãi nhé. Tất cả phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng. Phòng vệ sinh nào cũng rộng rãi nhé. Bên đây mình cái giường ngủ, tủ áo, bàn trang điểm, tha hồ luôn. Đây có dàn tủ áo, âm tường rất là rộng nha. Tha hồ mình để đồ. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để tham quan ở trên nhé. Trên đây mình có phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ này cũng rộng rãi nhé. Tủ áo, âm tường, giường và có phòng vệ sinh riêng rất là rộng nhé. Ngay không gian này. Đây mình có phòng thờ này. Phía trước mình có sân thượng rộng rãi nhá. Sân thượng cực rộng luôn. Trên cùng lập ngói nhá. Phía trước mình có đường này. Đường rộng mênh mông nhá. Trước nhà xe. Xe cao đi xuống luôn này. Bên này quán bên này được buôn bán này. Một xíu nữa trời tối ở đây buôn bán rất là sung nhá. Xe cộ hiện tại lưu thông tấp nập ở đây. Đây có view để màn ghế này.